Nè thấy cánh nó này lú được khúc rồi đó nè. À có trống về, con trống về hàng chi. Con trống về anh cây anh em ơi. Thì này quay con máy cục cánh cho anh em coi rõ lại chút ha. Dạ con chim hút mật gì? Hả? Con chim hút mật. Hút mật hả? Dạ. Nó hút mật không? Nó hút mật. Hút mật cây á. Đi dạt chơi gì chứ con mới gài cho nó ra nó kêu cho nó sung. Em thấy rừng về nó sung ghê không em? Riêng treo con chim ra ha, treo con trống ra nè. Hello anh em nha. Thì này nghỉ đi giật cho mấy con chim nó lên nha anh em. Hiện chuyện bữa mà nó bị bỏ cám á, rồi có nói anh em á, hiện nay nó ăn cám lại rồi nè. Hiện nay mang đi giật nè cho nó sung ha. Đó, thì còn giật đó anh em. Thì đi với con chim cục cánh ha. Thì đi với con chim máy cục cánh nè. Với hai con chuyền ha. Con chuyền bỏ cám là cái con mà cần đánh ở đằng xa đó nè. Con chuyền bỏ cám là còn bỏ trong cái lục màu mè. Còn ngoài đây là con chuyền cũ ha. Thì chim mà mình muốn giật nhanh lên á, muốn cho con chim nó nhanh nổi thì anh em phải đi giật nha anh em. Anh em thấy nó sung ghê chưa? Nó chòm á. Ở đây có con mái à, không có con trống. Anh em chịu khó anh em đi giật á, anh em gặp mà chim mái thì rất là sung ha. Giờ tới điểm này luôn mà cũng chả thấy con trống, là chỉ có con máy thôi. Đây con chuyền mới sung nè. Con này nó căng lắm, anh em gặp bổi cho bắt được luôn rồi đó. Sùng lắm mà mấy cái điểm này bổi nó không có đá. Bổi nó xa xa không. Khi anh em đi giật anh em chú ý mấy kèo đầu anh em ngồi kế nó vậy nè. Chim mới thì mình hạn chế cho bổi nó gần hả. Thì từ nó sung lắm ha. Thì con này đi giật 4-5 lần nữa nè. Thì nó cũng vừa hết bệnh bữa tưởng nó chết nè. Ê, con trống về anh em ơi, con trống về anh em ơi.
Ai con nó cũng tới. Rồi mà bỏi nó không ra. Để xe cả đá rồi nè. Nhiều khi để chỗ kia nó không đá, để sợ thiếu này kìa. Bỏi kỳ quá anh em, ra thấy mồi nó chạy không à. Bỏi trống quá trời luôn. Bói hà luôn, không còn đá. Lâu lâu nghỉ bữa đi giặt về chết luôn em ơi. Nó chấm cánh này thấy không? Nó tới sát bên trong à. Chim mồi nó bị mấy con xe quạt dí anh em. Mấy xe quạt nó làm ghê quá. Mồi này cũng khá là nhạy cánh á. Khu này ngay cái chuồng bò người ta nè, có mấy con xe quạt nó quằn quá. Con này muốn bắt nhanh phải hạ thổ nó, nhưng mà chỗ này điểm này khó hạ thổ, không biết chỗ để. Nó gần lộ quá nè.
Nãy giờ đánh không trúng cọi nữa nè. Giờ mới đánh trúng cọi nữa nè. Thường bộ nó chém kìa. Rồi nó rượt đá con máy. Để đi xích ra chút. Thua mấy mỏi đây anh em. Chơi đùng đùng luôn mà nó không đá. Ở đây có cặp tiếu ô nè. Này sao tự nhiên cặp lộn, cặp tiếu ô nó ở trong mé chuồng bò này, không biết nó có đẻ không nãy giờ thấy ra đây hoài. Nó có ổ không nó trên cái chuồng bò này nè. Con tiếu ô máy nó bay đó. Nó trong cái chuồng bò nè, nghĩ chắc nó đẻ trong đây nè. Treo đút xác đây luôn mà nó không đá. Ôi về anh em ơi, đi từ hồi 9 giờ tới 11 giờ không được kèo nào luôn. Chạy hết 50 ngàn xăng rồi, 4 năm kèo máy.